Kênh của anh đã đạt 620.000 sub rồi, nhưng em chả thấy anh tổ chức big game hoặc mini game nào cả. Tại sao anh không tổ chức? Năm nay anh có tổ chức hay không? Thực ra là cũng có tương đối nhiều nhà tài trợ cho mình để mà mình tổ chức mini game với cả big game nhân dịp 600.000 sub cơ, chứ không phải là 620.000 sub. Nhưng cũng chia sẻ với các bạn đấy là chơihay.vn số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì mình có cái chương trình Lazada siêu siêu sinh nhật. Đấy, thì các bạn có thể mua những cái sản phẩm TV có một mức giá rất tốt tại Lazada. Ví dụ như là TV Smart TV 50 inch của TCL thôi nhá, có mức giá tầm khoảng dưới 7 triệu đồng. Còn nếu mà các bạn mua Android TV thì cũng chỉ có mức giá là khoảng trên 8 triệu đồng mà thôi. Đấy. Và đây đều là những cái TV 50 inch 4K cả. Đấy, TCL thì họ bán với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với cả các cái hãng TV khác. Rồi, còn nếu các bạn muốn rẻ hơn nữa thì họ cũng sẽ có Smart TV 32 inch HD, mức giá là khoảng hơn 4 triệu thôi. Thì tất cả những thông tin về những chương trình này như nào mình đã để phía dưới phần mô tả video này rồi. Còn cái thời điểm này là cái thời điểm cuối tháng 3, gần sang tháng 4 rồi, cũng chỉ còn khoảng vài tháng nữa thôi là vòng loại World Cup sẽ đến, thì mình nghĩ là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà chúng ta sẽ cần đến TV nhiều để chúng ta xem đội tuyển Việt Nam đá, hay là hàng ngày chúng ta cũng thể xem những chương trình giải trí khác. Còn với mình thì mình luôn luôn cần TV rồi, vì cuối tuần nào mình cũng xem ca cộng. Đấy, cũng xem bóng đá ngoại hạng Anh. Rồi, ok, các bạn hãy kích vào đường link mình đã để phía dưới phần mô tả video này nhé. Và tất nhiên ở Lazada thì bạn cũng có thể săn sale được với rất nhiều các cái voucher giảm giá nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Quân Anh là câu hỏi đầu tiên. Bạn hỏi là: anh Dương cho em hỏi là trong tầm giá hơn 4 triệu có nên mua LG Q92 Starion 765G để chơi game và chụp hình hay không? Em chưa thấy anh đánh giá máy này nên là không biết là có nên mua hay không. Con này thực sự là rất là hấp dẫn đấy. Và mình nghĩ là trong thời gian sắp tới mình sẽ phải liên hệ tới một số đơn vị có bán cái chiếc LG Q92 này để mà mượn sau này về. Đấy, đầu tiên là LG Q92 nó sẽ có những điểm gì nổi bật ở trong tầm giá 4 triệu này nào. Thứ nhất, đó là nó sẽ có kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IP68 và có đạt tiêu chuẩn quân đội Mỹ luôn nhé. Độ bền theo tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, cái điểm này rất là hay luôn này. Con chip Snapdragon 765G thì nếu mà xét ở trên tham chiếu là một chiếc điện thoại hàng cũ thì nó không mạnh mẽ bằng con chip Snapdragon 845 của LG G7. Nhưng đây là một con chip rất tốt ở trong cái tầm giá này rồi. Hàng mới thì chắc chắn là bạn sẽ không thể tìm được con nào mà có con chip này đâu. Đấy, nên là như thế này là tốt rồi. Màn hình thì là màn hình IPS LCD, không phải là AMOLED nhưng mà cũng thuộc dạng ổn. Màn hình cũng Full HD cộng, tỷ lệ là 20:9. Nghĩa là màn hình thì không phải là một xuất sắc ở trong cái tầm giá này đâu. Về mặt camera thì chắc chắn là mình phải chờ đợi để mà có video nói chi tiết hơn về camera của chiếc điện thoại này rồi. Nhưng về cơ bản là những thông số thì ví dụ như là 48 chấm đối với camera chính này, 8 chấm đối với góc rộng với cả hai camera trang trí thì về cơ bản là cũng gọi là thông số thì cũng cơ bản thôi. Đấy, viên pin thì là 4000 mAh mức độ bình thường và sạc nhanh 15W cũng bình thường. Đấy thì cái chiếc điện thoại này được cái là có kháng nước và một cái hiệu năng tốt ở trong tầm giá này thì cũng là một chiếc điện thoại đáng để mình chờ đợi đấy. 4 triệu hợp lý, mua cũ là mua được đấy. Đó. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Nguyễn Anh Duy bạn hỏi là: chú tư vấn cho cháu điện thoại Android nào tầm giá 6-7 triệu, cấu hình vừa ngon, màn hình 120Hz, chụp ảnh đẹp ngang iPhone 8 Plus, tính cả hàng sách tay và hàng cũ với ạ. Chúc chú sức khỏe. Thực ra ấy, là nếu mà để màn hình tần số quét cao thì với Samsung và Apple thì chưa có đâu. Samsung thì cũng chưa tìm được với cái tầm giá từ 6-7 triệu như này. Điện thoại LG thì cũng chưa có ở trong tầm giá này, 120Hz cơ mà, chỉ có điện thoại Trung Quốc thôi. Điện thoại Trung Quốc mà tầm giá 6-7 triệu mà chụp ảnh đẹp ngang iPhone 8 Plus thì gọi là ngang thì rất là khó. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn chờ đợi một thời gian nữa thì các bạn có thể mua cái con Redmi K40 để cho nó giảm giá. Chứ còn nếu mà không chờ đợi được thì chắc là có thể mua K40 của những người nào người ta đã mua được rồi nhưng mà người ta mua về người ta không thích chẳng hạn, người ta bán lại thì cũng có thể lựa chọn Redmi K40. Đấy, thì về cơ bản là Redmi K40 thậm chí nó còn có cả cái camera góc rộng nữa. Đấy, thì nếu mà tính tất cả những điều đó thì mình nghĩ là nên chờ đợi K40. Còn nếu không, Redmi Note 10 Pro thì không có khả năng quay video các thứ tốt bằng iPhone 8 Plus đâu. Ít nhất phải lên tầm K40. Đấy.
thì K40 là có phần nhỉnh hơn iPhone 8 Plus đấy nhá. Còn Redmi Note 10 Pro thì mình đánh giá không bằng. Nếu mà để mình thì mình nghĩ là mình sẽ chờ đợi, mình chờ đợi đi. Chờ đợi cái con Redmi K40 nó giảm giá, còn nếu không thì bạn cũng có thể mua Redmi Note 10 Pro cũng được, vì nếu mà chúng ta tính cả cái khoản chụp ảnh góc rộng nữa thì thậm chí nó còn nhỉnh hơn cả iPhone 8 Plus, vì iPhone 8 Plus làm gì có góc rộng đâu. Đấy thì bạn cũng có thể tham khảo. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Vua Chúa. Bạn hỏi là tầm 13 triệu thì nên mua máy nào anh Dương? Yêu cầu là màn hình AMOLED hoặc Super AMOLED, chơi game ngon, flagship thì càng tốt. Chúc anh và gia đình sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. 13 triệu nhá. Mình nói thật, mua Xiaomi Mi 10S đi. Mi 10S là một chiếc điện thoại có màn hình rất là đẹp, màn hình cong nữa, màn hình AMOLED ấy. Nó chơi game ngon với chiếc 870. Còn tất nhiên bạn cũng có thể lựa chọn thêm một sự lựa chọn nữa, đó là con K40 Pro. Đấy, cũng được. Màn hình của nó cũng là màn hình AMOLED nhưng mà nó không phải là màn hình cong. Và chơi game của con Redmi K40 Pro thì nó cũng rất là tốt rồi. Bạn có thể mua hai con đó. Mình nói thật chứ, với tầm giá 13 triệu thì hai con đó hàng mới là ngon nhất ấy. Còn nếu mà bạn mua hàng cũ thì bạn có thể mua Galaxy Note 10 Plus hàng cũ ở ClickBuy. Thừa tiền luôn ấy. Galaxy Note 10 Plus có màn hình AMOLED, thậm chí là màn hình 2K nữa cơ. Chơi game của nó khá ngon. Nếu mà bạn lựa chọn phiên bản chip Snapdragon và mình nghĩ là hàng cũ tốt nhất thì sẽ là con Note 10 Plus ở trong cái tầm giá này. Còn hàng mới thì sẽ là Mi 10S hoặc là K40 Pro. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Star Gaming. Bạn hỏi là anh ơi, em định mua chiếc điện thoại để chơi game. Em đang phân vân giữa Redmi Note 10 Pro và Vivo V20. Hai con này chơi game ngang nhau. Con 720G của Vivo V20 với cả con 732 của Redmi Note 10 Pro là khá ngang nhau. Có chăng Redmi Note 10 Pro chơi game tốt một tí thôi, không đáng kể đâu. Nên nếu mà để lựa chọn chơi game mà lại phụ thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ lựa chọn Redmi Note 10 Pro, bởi vì nó còn có loa kép nữa cơ. Loa kép cũng là cái điểm rất là quan trọng. Và cái màn hình của Redmi Note 10 Pro là đẹp hơn. Những trải nghiệm ngoài cái con chip ra thì còn có cả loa rồi là màn hình các thứ nữa thì mình nghĩ là, và pin trâu hơn nữa, thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 10 Pro. Đấy là trải nghiệm về chơi game. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đào Cường. Bạn hỏi là anh Dương cho em hỏi là tầm 12 triệu thì mua điện thoại iPhone nào, mong anh tư vấn. 12 triệu thì chả có sự lựa chọn nào khác mà iPhone 10S Max cả. iPhone 11 chúng ta chưa mua được đâu, chắc là chỉ mua được 11 lóc thôi. Đấy, chứ còn nếu mà để lựa chọn iPhone thì mình nghĩ là 12 triệu chỉ có mỗi iPhone 10S Max. Nhưng mà nếu mà 12 triệu nếu bạn không thích iPhone nhé, thì có nhiều sự lựa chọn ngon hơn. Ví dụ như là Galaxy Note 10 Plus là mình đánh giá là ngon hơn iPhone 10S Max đấy. Galaxy Note 10 Plus có thiết kế đẹp hơn, có màn hình đẹp hơn, có camera đa dụng hơn, có pin trâu hơn, có sạc nhanh hơn, có cả thêm cây bút nữa. Với tất cả những điều đó thì mình nghĩ là mình mua Note 10 Plus hơn là iPhone 10S Max. Hoặc là bạn cũng có thể mua K40 Pro hoặc Mi 10S cũng được, nếu như bạn thích một chiếc điện thoại hàng mới tinh. Đấy. Chứ còn nếu mà bạn chỉ thích iPhone nhé, nếu mà chỉ thích iPhone thì lựa chọn iPhone 10S Max là hợp lý rồi. Còn cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là mấy cái iPhone cũ ấy, nó tụt giá chậm quá. Nên chính vì việc cái iPhone cũ nó tụt giá chậm thì tất nhiên ưu điểm là gì? Đấy là nó sẽ tốt cho những bạn nào mà các bạn đã mua rồi. Nhưng mà cái nhược điểm đấy là có nhiều điện thoại giá nó ngon quá, nên là thành ra là nếu mà mua iPhone 10S Max thì về cái giá trị sử dụng trên cái giá về giá trị sử dụng trên giá bán ấy, nó không được quá cao đâu. Đấy là mình nói thật, vì nó giữ giá quá. Nếu tụt giá nhiều hơn nữa thì sẽ ngon hơn. Đó. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hải Phạm. Bạn hỏi là anh ơi, giữa Redmi Note 9 5G và Redmi Note 10 thì nên mua máy nào? Nhu cầu là chơi game thôi ạ. Nếu mà chỉ chơi game, mua Redmi Note 9 5G, chơi game tốt hơn là Redmi Note 10. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Khoa Nguyễn. Bạn hỏi là kênh của anh đã đạt 620.000 sub rồi, nhưng em chả thấy anh tổ chức big game hoặc mini game nào cả. Tại sao anh không tổ chức? Năm nay anh có tổ chức hay không? Thực ra là cũng có tương đối nhiều nhà tài trợ cho mình để mà mình tổ chức mini game với cả big game nhân dịp 600.000 sub cơ, chứ không phải là 620.000 sub. Nhưng cũng chia sẻ với các bạn, đấy là những cái mini game lần trước tổ chức ra, cái mục đích của mình là gì? Đấy là tạo ra một cái niềm vui cho các bạn, tạo ra cái tri ân cho các bạn. Nhưng mà rất nhiều bạn nói rằng ôi tổ chức mini game rồi lừa đảo thế này nọ, mình rất là mệt mỏi. Các bạn phải tưởng tượng là vừa có quà để tặng cho anh em rồi đã là tốt rồi, đúng không? Nhưng mà có quà để tặng anh em vẫn chửi, mà mình không muốn tạo ra những cái tranh cãi không đáng có ở trên mạng như thế. Các bạn hình dung được không? Đấy, nên là mình không tổ chức là vì lý do đấy. Còn tất nhiên nếu mà sau này
mà mình nghĩ được ra những luật chơi mà nó chuẩn hơn thì chúng ta sẽ tổ chức như thế, nó sẽ thoải mái. Bởi vì mình ý, thì mình nói thật luôn là không phải là muốn tặng quà cho một người đâu, chẳng qua tổ chức cho nó vui thôi. Chứ còn muốn tặng quà thì phải tặng quà cho tất cả các khán giả đang theo dõi video này. Đấy mới gọi là cái tri ân. Đấy, thì nhưng mà nếu mà tặng quà cho tất cả mọi người đang theo dõi video này thì tiền đâu? Nhà tài trợ nào sẽ tặng quà được như vậy? Đấy, nên là thay vì việc nghĩ ra một cái big game hay nghĩ ra một cái mini game nó mất thời gian rồi là tạo ra những sự tranh cãi không đáng có ở trên mạng, thì mình tập trung vào cái việc mình review làm sao chất lượng nhất cho các bạn để mang lại những cái giá trị cho các bạn, những giá trị vô hình cho các bạn. Các bạn có tưởng tượng như này này. Ví dụ bây giờ bạn đi mua một cái điện thoại hàng mới tinh đi, bạn đi vào một cửa hàng bán mức giá đắt nhất, bạn mua, tự nhiên bạn bị hớ mất mấy trăm nghìn hay thậm chí là hớ đến tận tiền triệu. Nhưng mà bạn xem qua video của kênh Dương Dê, bạn đi mua tại một cửa hàng chính hãng đi với mức giá rẻ hơn rất nhiều, bạn tiết kiệm được cả 1 triệu đồng. Thế thì cái mini game nào có thể làm được cái điều đấy nào, đúng không nào? Mình không thể phát 1 triệu đồng qua mini game cho 1.000 bạn được, như thế là 1 tỷ rồi. Nhưng mình hoàn toàn có thể giúp cho 1.000 bạn, thậm chí là 10.000 bạn tiết kiệm được cả 1 triệu đồng khi đi mua điện thoại. Như thế có đúng hay không? Như thế là mình đang mang lại giá trị cho các bạn đấy, thay vì việc tổ chức mini game. Tiếp tục nữa nhé. Bạn đang định mua một cái chiếc điện thoại A, nhưng mà sau khi xem video đánh giá rất chi tiết của Dương Dê xong, bạn cảm thấy rằng là chiếc điện thoại A này nó có quá nhiều nhược điểm mà không ông review nào chỉ ra cho các bạn, chỉ có ông Dương Dê chỉ ra, ví dụ thế chẳng hạn, và bạn không đi mua nó nữa, thì đấy là giá trị mình đang mang lại cho các bạn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn mua nó về rồi, bạn trải nghiệm nó và bạn cảm thấy nó không tốt, bạn lại bán cái điện thoại đó đi. Và chắc chắn rồi, bạn mua là mua mới nhưng bán là bán dưới dạng hàng cũ, và bạn sẽ lỗ rất nhiều tiền, phải lỗ tiền triệu luôn. Thì như thế mình đang giúp các bạn tiết kiệm được cả tiền triệu rồi. Và mình nghĩ rằng đó là cái giá trị mình mang lại cho các bạn thay vì cái việc chơi game. Ồ ok, chơi game, bạn giải nhất có thể trúng một cái điện thoại như này. Bạn giải nhì, giải ba, giải tư hay là giải khuyến khích có thể trúng được một cái pin dự phòng. Nhưng mà những cái đó nó không thể nào mà tiết kiệm được nhiều tiền bằng việc là tất cả mọi người theo dõi kênh Dương Dê. Nếu bạn nào có nhu cầu mua một điện thoại, các bạn đang được giảm giá rất nhiều tiền rồi. Bởi vì hầu hết những đối tác làm việc với Dương Dê đều là những đối tác để cho các bạn mức giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Rất hiếm có đối tác nào rẻ hơn nếu mà làm việc, không làm việc kênh Dương Dê. Các bạn hình dung được không? Rất khó luôn. Đấy, rất nhiều các cửa hàng, tất nhiên mình không tiện nhắc tên ở đây, cửa hàng chính hãng giá rẻ nhất các bạn biết là cửa hàng nào rồi, đúng không nào? Cửa hàng sách tay giá rẻ nhất các bạn cũng biết cửa hàng nào rồi. Đấy, thì qua video này mình cũng muốn chia sẻ với các bạn cái điều đó. Đấy, cái mình nghĩ rằng là giá trị mình mang tới cho các bạn khi mà xem kênh Dương Dê này không phải là giá trị về việc là có tặng quà hay không, mà giá trị về nội dung. Đấy mới là cái mà thứ mà các bạn cần. Đấy, và thêm nữa đó là các bạn tưởng tượng như này này. Mình luôn luôn muốn là các bạn đến với mình là về sắp tự nhiên. Mình không muốn là tự nhiên bây giờ tổ chức event tự nhiên sắp tăng vọt lên thêm 10.000 sắp. Nó không giải quyết vấn đề gì cho mình cả, thật sự đấy. Thêm 10.000 thành viên chả giải quyết vấn đề gì. Trong cái đó 10.000 thành viên đó cuối cùng các bạn chỉ sắp vì lấy quà, chứ các bạn cũng có xem video đâu, thì cũng chẳng có giải quyết vấn đề gì. Mình muốn tất cả những cái gì theo dõi mình nó là thật, chứ không phải là số sắp ảo. Đấy, chứ không phải là sắp to tướng nhưng nhìn view thì bé tí, đúng không nào? Đấy, thì mình nghĩ là mình luôn luôn muốn mang tới cho bạn một giá trị nào đó. Và nếu các bạn xem xong hết những video của mình, ví dụ như video tư vấn điện thoại này hay là những video đánh giá rất chi tiết về sản phẩm của mình, các bạn cảm thấy rằng video của mình thực sự hay, thì hãy like, share và subscribe ủng hộ mình. Như thế đã giúp mình rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Và các bạn nhớ rằng là ở phía dưới phần mô tả của video này, chúng ta đang có những đường link về những cái cơ hội để mà chúng ta có thể săn sale sinh nhật của Lazada nhé. Anh em nhớ kích vào để có thể săn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất nhé.